Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi clip của em nhé. Và buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ quay cho các bạn một cái mẫu xe Honda Accord sản xuất năm 1993. Mẫu xe này là mẫu xe số sàn do cơ quan nhà nước tỉnh Hải Phòng thanh lý ra nhé. Và mẫu xe này có cái độ nguyên bản rất là cao nhé. Đấy, và cũng có giá rất hợp lý thôi. Mẫu xe này bên em bán mức giá là 80 triệu đồng. Đấy, bạn nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Honda Accord sản xuất năm 1993 do cơ quan nhà nước thanh lý thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé. Và các bác nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về ô tô thì có thể nhấn nút đăng ký theo dõi kênh của em thì sẽ cập nhật được những cái mẫu xe bên em đang bán thường xuyên theo ngày tháng. Thì cái mẫu xe này với cái biển xanh trước đó là do cơ quan nhà nước Hải Phòng thanh lý ra, vì vậy cái mẫu xe này đợt trước là đa phần là các cán bộ đi họp và cũng gọi là xe của xe công mà, nên vì vậy là xe còn giữ gìn rất là tốt, không có đâm va ngập nước và nội thất còn zin nguyên nỉ theo xe luôn. Đấy, có giá rất hợp lý thôi. Đấy, chỉ có 80 triệu đồng. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì có thể liên hệ sớm với em. Vậy đi cái mẫu xe biển xanh này thì phải nói thực tế là như này, ví dụ các bác tầm trung tuổi đi cái mẫu xe này đôi khi là có thể mua một cái mẫu xe đi tránh mưa tránh nắng, cũng như là đi giải trí, đi câu cá hay đi đâu thì đi trên mẫu xe đi trên đường thì nó cũng có một cái dấu ấn, một cái điểm nhấn nhất định. Đấy. Đấy, cái này ví dụ như này, các bác mua đi uống cà phê chẳng hạn, bỏ ra tầm 80 triệu thay một con xe máy, nhưng cái mẫu xe này phải nói là cái độ nguyên bản còn rất là cao nhé. Đấy, các bác mua cái mẫu xe này về đi thì rất là chất luôn. Cái dòng Honda Accord này phải nói rất là chất. Thì mẫu xe này đợt trước thì em đang bán cũng tầm 95 triệu cơ, nhưng cái giá đấy thì em nói đến cái thời điểm này nó cũng cuối năm rồi, em đã chấp nhận phải bán giảm giá đi một cái số tiền rất là lớn rồi. So với cái giá này hiện tại, nếu mà em cũng không còn lời mấy, gọi là không còn lời mấy, nếu mà trước đó giá 95 triệu rồi em bao vận chuyển cho các bác thì cũng lệch so với cái giá bây giờ là hơn chục triệu rồi. Đấy, cái mẫu xe này thì đời nó cũng sâu, và cái dòng xe này đa phần là những bác trung tuổi là mua thích những dòng xe này thôi, thanh niên thì ít đi. Đấy, nên vì vậy là bán đa phần là chung cho các bác trung tuổi thích cái dòng xe Honda Accord này. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ với em để xem cái mẫu xe Honda Accord sản xuất năm 1993 với cái động cơ số sàn này. Phải nói xe rất chất nhá. Vậy các bác mua về đi uống cà phê cà pháo các thứ, mẫu xe này theo em nghĩ là cũng được. Đấy, bỏ số tiền rất là nhỏ thôi, dưới 100 triệu mà xe có thể là các bác đi uống cà phê hay là đi chơi thì cái mẫu xe này cũng được. Các bác đi trên đường đôi khi là các bác giao thông cũng ít, có thể là ít hỏi, là chuyện bình thường. Đây, nói thật luôn đối với cái mẫu xe này. Đấy, mà giá bên em bán hiện tại xuống giá để cho các bác là đúng 80 triệu cái mẫu xe này. Đấy, xe rất đẹp nhé, độ nguyên bản rất là cao luôn. Đấy, máy móc gầm bệ ngon, nội thất nguyên nỉ luôn. Đấy, cái dòng này nội thất nó còn nguyên nỉ luôn. Em quay phần nội thất cho. Nội thất tất cả táp ni cũng như cánh cửa các thứ, rồi là ghế này, nguyên nỉ luôn. Xe khóa khiển chứ vẫn còn hoạt động bình thường. Đấy, khóa khiển vẫn hoạt động bình thường luôn nhé. Xe mọi chức năng con xe này còn rất ổn luôn. Và giá đây là, thực ra em bán cái giá này là phá giá rồi. Đấy, bán giá này phải nói là phá giá rồi, mà cũng giá giảm rất sâu rồi. Vì vậy là bạn nào cũng như là các bác về cái vấn đề muốn mua cái con xe Honda Accord này về để đi vừa làm kỷ niệm mà vừa đi uống cà phê hay đi công việc thì nói chung là cũng sướng. Vì cái mẫu xe này nó một cái biển xanh, biển trắng em không nói, nhưng mà mẫu xe đi biển xanh thì nó cũng có cái độ dấu ấn nói chung là nhất định đấy, cũng không phải là như mẫu xe biển trắng mà các bác đi đời 93 thì nó là bình thường thôi, nhưng đi mẫu xe biển xanh này nó cũng có cái độ oai, nó oai hơn là biển trắng đấy, để nói thật luôn. Đấy, các bác mua mẫu xe này về là hoàn toàn là không phải sửa chữa gì cả. Đấy, xe còn nội thất từ sàn nỉ, ghế nỉ cũng như tất cả những cái chi tiết của xe còn độ nguyên bản rất là cao luôn. Đấy, nói luôn cho các bác là độ nguyên bản rất là cao. Vì vậy là các bác mua mẫu xe này đi là hoàn toàn yên tâm. Cái chất cái dòng xe này phải nói là cực chất luôn, chứ không phải là cái dòng xe như một cái những cái dòng xe phổ thông bây giờ đâu. Đấy, đời này Honda Accord ngày xưa nó cũng là cái dòng xe sang rồi. Đấy, cái độ chất của xe này các bác nhìn tất cả những ghế nỉ nhé. Ghế nỉ nguyên, 4 ghế nỉ nguyên xe luôn. Xe còn rất là đẹp. Đấy, vì mua về sẵn sử dụng thôi,
đấy, vô lăng này, các bạn nhìn những cái đời năm 1993, năm nay hai mấy năm rồi, mà nói luôn là cái dòng xe con này nó không có niên hạn sử dụng nhé. Nhiều bạn thắc mắc là vấn đề là xe con nó có niên hạn sử dụng hay không, thì em cũng thưa luôn rằng là cái dòng xe con này nó không có niên hạn sử dụng. Vì vậy là các bạn đi thoải mái ở trên đường, không lo vấn đề là niên hạn sử dụng, mà đi biển xanh do cơ quan nhà nước đã thanh lý ra rồi, vì vậy hoàn toàn yên tâm là vấn đề pháp lý đầy đủ hết. Nên là mua cái mẫu xe này đi uống cà phê cũng như là đi chơi thì bỏ cái tầm tiền dưới 100 triệu, 80 triệu thôi, nói thẳng là 80 triệu thôi, chỉ rẻ bằng một con xe máy bình thường, thì các bạn mua được một cái mẫu xe đi tránh mưa tránh nắng. Đấy, tránh mưa tránh nắng, mà cái chất cái dòng xe này phải nói là cũng thuộc dòng xe chất chứ không phải là dòng xe xấu. Đấy, biển xanh do cơ quan nhà nước biển thanh lý, biển rất đẹp luôn. Đấy, 16. Đấy, biển của Hải Phòng. Đấy, tất cả mọi chi tiết của xe nó còn zin led, nhưng mà đời 1993 nhưng nó còn zin led như này thì rất là hiếm. Những xe này trước đa phần là cán bộ đi họp rồi là đi các lãnh đạo đi thôi, vì vậy là cái chất của xe nó còn giữ rất là tốt. Đấy, chứ không dòng này thì không ai chạy taxi dịch vụ cả, xe nó là xe của cơ quan nhà nước, vì vậy cái xe độ được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Đấy, những cái dòng xe này của cơ quan thì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên nên là cái chất xe nó còn rất là tốt. Đấy, vì vậy là đầu từ những năm mấy đến năm nay là 93 là 20 mấy năm rồi, phải nói 20 mấy năm rồi, còn giữ được xe như này phải nói cũng là một cái thành tích rất lớn của những người sử dụng, phải nói như vậy. Đấy, những cái chi tiết của xe còn nguyên bản. Đấy, còn nguyên bản mà giá tiền bây giờ theo em nghĩ là nếu mà nhiều bác muốn mua một con xe cổ một tí để chơi thì phải nói cũng không phải dễ tìm, để những được những con 20 mấy năm rồi mà còn giữ như này không phải dễ tìm. Đấy, các bác xem những cái chất của xe nó còn như này thì biết là chất là mọi cái chức năng nó còn hoạt động bình thường, không có chức năng nào bị lỗi cả. Đấy, không có chức năng nào bị lỗi cả luôn. Máy gầm thì xe thì chất. Dòng Honda Accord thì nhiều bác đã tìm hiểu về những dòng xe này biết là máy gầm những dòng xe này thì đại chất rồi. Đấy, tôn vỏ dày dặn mà không có mục mọt gì cả. Nội thất như này là đánh giá là nội thất đẹp rồi chứ không phải là nội thất xấu nữa. Đời 1993 mà nội thất giữ được như này là quá đẹp rồi. Sàn nỉ, ghế nỉ cũng như là mọi chi tiết của xe còn nguyên bản luôn. Đấy, máy gầm chất. Form dáng thì tuy nó cổ tí nhưng nó có cái hay của cái cổ. Đấy, được ráp trên mình một cái biển xanh thì nó cũng có một cái hoài cổ là xe của cơ quan thành lý ra. Các bác bây giờ đi chơi, đi uống cà phê cũng có nhiều chuyện để mà bàn, phải nói là thực ra nhiều chuyện để mà bàn tán, nhiều chuyện để mà bình luận đối với một con xe. Đấy, nói thật là cũng có nhiều chuyện để bình luận. Nhiều lúc các bác bỏ ra tầm tiền hơn trăm mua những cái con xe phổ thông như bây giờ, chẳng hạn Genta hay Lancetti chẳng hạn, nó là quá bình thường. Đấy, nhưng các bác mua một cái mẫu xe Honda Accord sản xuất năm 1993 mà còn giữ được nguyên bản như này thì nó mới có chuyện để mà nói. Và hơn nữa này, mẫu xe này là mẫu xe của cơ quan nhà nước thanh lý ra, biển xanh, thì các bác đi uống cà phê hay đi đâu chẳng hạn thì nó cũng có một cái điểm nhấn nhất định luôn. Đấy, nó không phổ thông như những dòng xe Lancetti hay Genta. Đấy, những cái dòng này thì đa phần là các bác ở trong khu vực phía Nam thì có cái nhu cầu sử dụng hơn, bởi vì các bác thích những cái dòng xe về có thương hiệu. Đấy, cũng như là chất lượng như những dòng Mercedes BMW hay những dòng Camry hay những dòng xe sang như thế này thì các bác ở khu vực Việt Nam là rất là hay chơi. Đấy, em biết là các bác ở trong khu vực Việt Nam là hay chơi những dòng xe này. Đấy, bác nào có nhu cầu thích cái con Honda Accord này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé. Hoặc các bác có thể là muốn tìm hiểu về ô tô thì nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh của em ấy, nút chuông ấy, các bác nhấn vào đấy thì những cái video của bên em thông báo lên thì nó sẽ các bác sẽ cập nhật được luôn. Đấy, về con Honda Accord này thì em nói luôn là đã là xe còn độ nguyên bản. Đấy, không đâm va cũng như không ngập nước, mọi cái chi tiết của xe còn nguyên bản luôn, liền lạc. Đấy, máy móc ngon, gầm bệ chắc chắn. Đấy, vì vậy là mua về là hoàn toàn chỉ việc đi thôi, không phải sửa chữa gì ở cái mẫu xe này cả. Đây, tất cả những cái cốp nỉ cũng như là những cái chi tiết của xe đây. Đấy, đây, còn không có bị mục mọt gì cả nhé. Đấy, chi tiết của xe còn không bị mục mọt gì cả đâu. Đấy, còn nguyên bản luôn. Đấy, vì vậy là mua về sẵn đi thôi. Xe này thì không lo hỏng vặt, bởi vì là cái dòng này nó không có đồ điện tử nên là cũng không lo hỏng vặt gì cả. Cái chất của xe còn rất là ổn định luôn. Đấy, các bác nhìn những cái phần tôn vỏ của xe nó còn rất là sáng, không bị han. Đấy, biển xanh rất đẹp, 16A0503. Đấy, các bác mua về mẫu xe này về đi thật, nó đi uống cà phê nhiều lúc cũng oai hơn là các bác đi Genta hay con Lancetti, nó thật luôn. Mà đi dòng này rất là lành máy luôn, không mấy khi hỏng vặt cả. Đấy, form dáng thì nó cũng cổ nhưng mà nó có cái hay của cái cổ.
đấy, chứ không phải là không. Chất của xe nó còn tương đối chất lượng. Máy móc gầm bệ đây đấy, cái dòng này thì đối với máy móc nó rất là đơn giản luôn, nó không có chế độ điện tử gì cả, nên là nó rất là ít hỏng vặt và rất là lành luôn đấy. Bác nào thích cái mẫu xe này về thì có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc nhắn tin qua Zalo của em là 0888907666, đấy là số Zalo của em luôn. Các bác nhắn tin vào Zalo cho em thì em mới nói chuyện cụ thể hơn đối với mẫu xe này. Đấy, một cái mẫu xe Honda Accord sản xuất năm 1993, số sàn và giá là 80 triệu đồng. Đấy, bác nào có xem được video này thì có nhu cầu thì liên hệ với em để em bàn về cái mẫu xe này. Đấy, một mẫu xe còn nguyên bản từ A đến Z. Đối với cái mẫu xe Honda Accord này, nội thất rộng rãi, máy số ngon, gầm bệ chắc, đi về hoàn toàn là không phải sửa chữa gì cả. Đấy, các bác nào xem clip của em thì có nhu cầu muốn ủng mua ô tô thì có thể liên hệ với em, hoặc là có nhu cầu muốn tìm hiểu ô tô thì có thể liên hệ với em, hoặc là nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thường xuyên được những cái mẫu xe bên em đang bán. Đấy, xe đây này, đấy tất cả những cái chi tiết của xe, còn liền lạc cái xe của ban tổ chức cũng như là của cơ quan nhà nước thanh lý ra, vì vậy là rất là ổn định về cái chất lượng cũng như là form dáng của nó còn rất là đẹp, do nó không đâm va ngập nước gì cả. Đấy, cuối clip thì em xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em, và bác nào có nhu cầu muốn mua hay muốn tìm hiểu về ô tô thì có thể nhấn nút đăng ký theo dõi kênh của em nhé.